Vâng, đồ gỗ Mộc Lâm Huy xin chào. Rất vui được gặp lại tất cả quý cô chú anh chị trong video ngày hôm nay của bên em nhé. Ở đây em đang có một chiếc tủ áo mà bên em thực hiện đặt theo yêu cầu của một anh khách hàng. Một anh khách hàng rất là VIP đã đặt hàng bên em 3-4 sản phẩm, toàn là những hàng gọi là cao cấp luôn. Thì đây là một chiếc tủ anh đặt, thứ nhất là theo yêu cầu. Kích thước của anh đặt là 2m2 chiều ngang và cao là 2m07 với một cái tiêu chuẩn cao cấp nhé. Em sẽ đi vào chi tiết sau. Còn cái quy cách hình dáng anh đặt theo yêu cầu thì em phải mở cánh nha để mọi người có thể xem. Ở đây anh đặt là 4 cánh 2 buồng. Thì trên trong 2 buồng đều là để treo đồ. Cây treo đồ trên, cây treo đồ dưới và không có tầng nhá. Tại vì anh là thích treo đồ chứ không có thích xếp. Cho nên là 2 buồng giống nhau ạ. Anh quay cho mọi người xem. Đấy. Đầu tiên là cái kiểu làm của anh là như vậy, treo đồ 2 buồng. Và phía bên ngoài thì cái tầng để đồ trang trí ở đây thì anh đặt là bên tay trái khi nhìn vào. Đó. Còn bây giờ đi vào chi tiết thì em xin được báo mức giá luôn để quý anh chị có thể tham khảo. Chiếc tủ này em làm với giá là 34 triệu. Và đi vào chi tiết về độ dày và quy cách làm thì mọi người có thể theo dõi trong video này từ đầu đến cuối để mọi người biết được cái giá trị của cái tủ này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên đi vào với chất liệu thì là gỗ gõ đỏ tự nhiên 100% và không pha tạp, chắc chắn rồi. Kích thước là kích thước hàng lớn. Và ở đây video này chắc là video đầu tiên em nói về cái tủ mà bên em làm theo cái quy cách khác với hàng chợ nhé. Em xin được chia sẻ như sau. Hàng trên thị trường thì là nó làm theo mức giá, còn hàng này em làm là theo tiêu chuẩn hàng đặt. Tất nhiên bên em vẫn có sẵn khoảng 3-4 cây, nhưng mà do là bên em vừa rồi lên một lô rảnh mà vân đẹp quá thì em làm vài cỡ để đấy trưng bày cho mọi người xem. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn hàng đặt, hàng dày chứ không phải theo tiêu chuẩn hàng chợ nhé. Ở đây thì sẽ có vài chi tiết em sẽ liệt kê. Thứ nhất là về cái độ dày nha. Thì ở đây thưa quý cô chú anh chị là cái dàn cánh này. Dàn cánh ở bên em làm dày 2/2 đủ, nó sẽ dày hơn thị trường khoảng 3 ly. Có nghĩa là trên thị trường họ làm khoảng 2/3 hoặc 2/2 thôi. Thực sự khoảng 2/2 thôi. Đấy. Và ở đây các phụ kiện bên em làm đều là lề hơi hết, lề hơi giảm chấn. Rất là dày dặn. Đây là cái đố cánh là đầu tiên nhá, đố cánh này. Đấy. Cái thứ hai là cái hông ở đây. Cái hông này thì em làm với cái chiều sâu là 60. Còn trên hàng thị trường thực sự là chỉ sâu 55, 56 thôi hoặc 57 thôi. Mà chiều sâu của bên em là sâu hơn hàng thị trường. Đấy là cái hông thôi nha. Và các cột cái ở đây làm là hàng cột liền, rất là chắc chắn và dày dặn. Ở phía bên trong cái hộp kéo này thì em sẽ rút ra để cho mọi người xem về cái thiết kế nhá. Bình thường thì em làm là ray gỗ, nhưng mà anh yêu cầu ray bi. Nhưng mà đây là một cái hộp kéo rất là to, rất là lặng. Và em có nhờ anh em chế thêm để nó có độ an toàn và bền bỉ hơn. Đây mọi người xem, cái hộp kéo không đã nặng rồi. Mọi người thấy nó có độc lạ không ạ? Đây là hai cái bánh xe. Thì hai cái bánh xe này nó sẽ đỡ cái hộp kéo. Tất nhiên cái dây trượt này nhiệm vụ của nó hiện tại bây giờ thực tế là chỉ để kéo ra kéo vào thôi. Còn bây giờ là đỡ lực nguyên cái hộp kéo này, nó rất là nặng và kèm với lại quần áo để bên trong. Thì có hai chiếc bánh xe ở đây nó đỡ. Em bao xài cho anh khách luôn. Một trong những thiết kế rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Bánh xe này nó sẽ đỡ hết về cái phần mặt đáy của hộp kéo này. Đó, cho nên là chịu lực thoải mái nha. Nếu mà anh chị nào mà sợ cái dây bi này nó yếu, liên hệ với bên em. Và bên em làm theo cái phương pháp này, anh em đã nghiên cứu và thử vài cách rồi. Đây là cách tối ưu nhất. Tất nhiên làm cái này phải có kỹ thuật nhé quý cô chú anh chị ạ. Và ở đây tiện là em đang mở cái hộp kéo này ra thì sẽ soi được phần gầm đáy cũng như là phía bên trong của cái tủ như này nhá. Em xin chia sẻ mọi người là cái hàng thị trường ấy, tại sao em gọi là hàng bọc nhá. Thì trên hàng thị trường thì những tấm ván mỏng như thế này, đầu tiên nó sẽ mỏng hơn của bên em, nó khoảng 8 ly. Và nó sẽ bọc ra phía bên ngoài này, quý anh chị nhìn nó sẽ rất là liền lạc. Là nó giống như một cái bằng phẳng ấy, giống như một tấm ván phẳng. Nhưng mà thực ra có thể sẽ lối 2 miếng hoặc 3 miếng. Nhưng ở phía bên ngoài này thì là ván mỏng hết và người ta bọc cái cây ở ngoài. Đấy, cho nên là mọi người nhìn không biết được cái độ dày của nó đúng không. Nhưng hàng của bên em ấy thì quý anh chị nhìn từ đáy này, tầng ở đây này và đình này, tất cả là làm theo một cái kiểu khuôn tranh, có nghĩa là tấm ván mỏng bên trong, còn bên ngoài bốn xung quanh lại là một cái khuôn tranh.
Khuôn tranh này có độ biên rất là dày đấy, khoảng 2 phân rưỡi, và tất nhiên đi vào đều là có mộng hết, đều có mộng hết. Còn trên hàng thị trường ấy, ví dụ như cái tầng này em chia sẻ cho mọi người này, thì nó sẽ khoảng 2 miếng ván hoặc là 3 miếng ván, nhưng mà những ván mỏng, ván mỏng lắm, và đóng tràn ra ngoài này luôn, và nó ốp ở dưới là một cái cây đỡ khoảng mấy phân thôi để nó tạo thành một cái cạnh dày phía bên ngoài thôi, và ở sau dưới này người ta có thả đỡ thực ra để cho nó cứng hơn một xíu, nhưng mà họ không làm cái khuôn tranh như này. Cái khuôn tranh này nó tốn rất nhiều gỗ và tốn rất nhiều công nhé. Em xin được phép đứng lên để mọi người có thể hiểu được tại sao cái hàng đặt nó khác với hàng thị trường. Cái hàng chợ ấy mà mọi người đứng lên cái tầng này này, cảm giác nó rất là yếu, em cam kết với mọi người luôn đấy. Thì đây chỉ là một chiếc tầng rất là nhỏ mà anh em đã làm với một cái kỹ thuật đủ như thế này đấy. Rồi tới cái đáy này, tất cả là khuôn tranh. Khuôn tranh ở cái đường biên này nó có độ dày khoảng 10 phân đến 12 phân tùy theo anh em thiết kế nhé, cho nên là cái đáy và cái đình khi mà tháo rời ra nó rất là chắc. Còn hàng trên thị trường ấy, tháo cái đình và cái đáy ra mà chúng ta cầm, ví dụ để như này, cái đáy để như này đấy, chúng ta cầm lắc lắc thôi, cảm giác nó rất là vẫy, bởi vì nó không có một cái khuôn bao bên ngoài chắc chắn để giữ lại, mà nó làm theo kiểu hàng bọc, ván rất là mỏng nhé quý anh chị nhé. Đó, thì đây là cái video đầu tiên em nói về phân tích về cái hàng gọi là hàng trên thị trường và hàng gọi là hàng dày theo yêu cầu ấy, hàng đặt đấy. Bên em hiện tại bây giờ là chỉ làm những cái sản phẩm cung cấp cho khách người tiêu dùng, cho nên là bên em hướng tới với một cái tiêu chuẩn rất là dày và kỹ đấy. Quay cho mọi người xem từ đầu đến cuối, từ cái thiết kế độ dày, từ cái phụ kiện đấy, phụ kiện nhá, là xài phụ kiện tốt hết, là bản lề và bản lề hơi. Còn đấy, những cái chi tiết như thế này này mọi người xem này, nó rất là thực tế đấy. Bên em cũng đã tính cho khách hàng sử dụng, cho nên vì sao một chiếc tủ như này nó sẽ cao hơn trên hàng thị trường khoảng vài triệu đấy, mọi người có thể tham khảo nhá. Và đây tất nhiên là cái mẫu này á, mọi người tìm trên thị trường thì thường nó sẽ không có sẵn đâu. Bây giờ trên thị trường chủ yếu là cái hàng mà sẽ có 3 cánh hoặc 4 cánh, còn những cái tầng như này thì cũng cũng có nhưng mà không có nhiều, đa số là khách hàng đặt thì bên em sẽ làm nhé. Đấy, từng cái chi tiết và kiểu cách làm em đã quay cho mọi người xem hết rồi, tất cả làm theo một tiêu chuẩn rất là kỹ. Hàng kỹ của bên em là anh chị cứ xem trên thị trường là cái ngòi mộng này nó dài tới 2 phân nhé, còn trên thị trường ấy là cái ngòi nhân này này họ chỉ đánh 1 phân thôi. Để mọi người hiểu rõ về cái mòi này, anh em phải đánh sẽ mất thêm một lần nữa. Đây này quý anh chị nhìn cái đường ghép ở đây không, bình thường ấy là phải đánh 2 lần là ra được cái mộng như này, nhưng mà cái mộng sâu 2 phân như này anh em phải đánh mất 1 lần nữa để cái ngòi này nó sâu vào bên trong đấy. Hàng kỹ là như này nha mọi người nha. Đấy, một chi tiết mà thực sự khách đi mua hàng nhiều khi không thể biết được đâu. Đây bên em giải thích cho mọi người mới biết được đây. Cái ngòi này nó sâu vào so với cái đường ghép bên ngoài đấy, nó lệch nhau này, là anh em phải đánh mòi sâu vào trong nữa. Cái cây này nó sẽ dài hơn, mất đi 2 phần gỗ nữa đấy, so với thị trường nó vừa mất cây mà vừa mất công nhá. Thì ngoài cái cây tủ này em làm theo yêu cầu của anh khách, thì bên trong em cũng còn mấy cây nữa theo tiêu chuẩn nó giống như này luôn, rất là chắc chắn. Hàng quý anh chị nhìn cái dàn hậu phía sau anh em đóng này, khung xương đầy đủ luôn nhá. Thì nhân tiện cây tủ đó em cũng quay vào đây cho quý anh chị xem. Đây toàn là những hàng mà tiêu chuẩn như vậy luôn, như cây tủ đó luôn. Như cây này em có sẵn thì giá là 31 này, cây này tới 41 này. Thì cây này của nó thì em cũng lên video rồi, đây là tấm gỗ lào rất là giá trị nhá. Vâng, thưa mọi người, video này trước hết em gửi lời cảm ơn tới anh khách và cảm ơn mọi người đã ghé xem cái video này của em. Quý chị nào cần về tủ gỗ cao cấp liên hệ với em nhé, qua số điện thoại được ghi trên màn hình. Vâng, Mộc Long Huy xin chào.